chiếc xà lan lớn này nó đang đi xuống các bạn. Bây giờ nó phải chạy sát vô bờ nha, tại vì có một chiếc xà lan đang đứng ở giữa sông. Chiếc này nó lỡ lên tới trên này, nó bây giờ nó phải tấp vô các bạn ơi. Cả tấp vô kẹp không đây, nó đang xuống rất là nhanh. Quá nguy hiểm. Vô gấp luôn á. Trước nha, cái đất đi rất là nguy hiểm các bạn. Quả chắn mấy chiếc này ở người ốc rồi chứ. Chủ xà lan ra thấy sợ luôn. Đúng cái tướng này là không có xà lan nào dám đụng nha. Cho nên là khu vực này đi qua rất là khó khăn đúng không? Phía trên vẫn còn xà lan nha. Nó đang đánh còi rất là nhiều ở trên các bạn. Chiếc này bây giờ chạy lần lên nè. Mà đi xà lan qua đoạn này gầu lắm. Tấp vô đây để đợi luôn à. Còn khoảng 2 đến 3 chiếc nữa. Chiếc kia bây giờ nó đứng giữa khu vực đó rồi. Chắn ngang cái khu vực đó. Chiếc xe cốt đang lên nó mới ghê chứ.
cái chiếc xe cốt ở phía dưới. Tiếp tục là một chiếc xà lan đá các bạn. Chiếc này đánh cái đuôi hơi sát rồi nha, lấy là hơi mệt à. Chiếc này nó cứ quặt qua quặt lại sát mấy nhà luôn. Ở đây người ta đã đóng mấy cái cừ sát nhà các bạn, để cho tránh xà lan nó không có va chạm vô nhà. Cừ lớn thôi, bê tông với dừa không à, cho xà lan nó dựa vô đây luôn á. Sát mấy nhà đợi hai chiếc xà lan qua liên tục 3-4 chiếc luôn. Chiếc xe cốt này nó mướn cái vỏ lãi để nó đẩy những chiếc chèn xe cốt qua cái đoạn khô này các bạn. Xào đẩy luôn rồi. Phải nhờ tay vỏ lãi nha, chạy không thì lên không lên nổi.
xuống rồi.